Anh tài năng nhưng lại không nhận được sự yêu quý của đông đảo người hâm mộ. Anh nổi lên như một cái tên phá vỡ sự thống trị của thế hệ đàn anh, đã làm mê đắm biết bao con tim đang say mê Nadal cùng với Federer. Anh thống trị làng quân vật thế giới bằng phong cách rất riêng mà không có bất kỳ ai có thể nhầm lẫn được. Không ai khác, anh chính là Novak Djokovic, một gã quái kiệt, một huyền thoại không đụng hàng của làng tennis thế giới. Nhưng vì sao mình lại nhắc đến anh ấy ngày hôm nay ư? Vì Nole đang chuẩn bị bước vào cuộc hành trình chinh phục danh hiệu cao quý nhất, có lẽ là duy nhất mà anh chưa từng bước lên bục cao nhất trong cuộc đời của mình. Vậy trước tiên, hãy tìm hiểu về huyền thoại này trước đã nhé. Sinh ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1987 tại Belgrade, Serbia, Novak Djokovic đã chứng tỏ tài năng quân vợt từ rất sớm. Trong một đất nước trải qua nhiều biến động chính trị và kinh tế, Djokovic đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi niềm đam mê quần vợt của mình. Được đào tạo tại Học viện quần vợt Philipp ở Đức, anh đã có cơ hội phát triển tài năng và sớm nhận ra tiềm năng của mình. Djokovic bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2003 và nhanh chóng gây ấn tượng với giới chuyên môn. Tuy nhiên, những năm đầu sự nghiệp của anh không hề dễ dàng. Anh phải cạnh tranh với những huyền thoại như Roger Federer và Rafael Nadal, hai tay vợt đã thống trị làng quần vợt trong suốt nhiều năm. Nhưng Djokovic không bỏ cuộc, anh kiên trì rèn luyện và học hỏi từ những thất bại để ngày càng hoàn thiện kỹ năng của mình. Djokovic đã trải qua những thử thách ban đầu với tinh thần kiên cường và một quyết tâm mạnh mẽ. Thời gian đầu, anh thường xuyên phải đối mặt với chấn thương và những khó khăn về tài chính, nhưng anh luôn tìm cách vượt qua mọi rào cản. Sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp anh có được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, từng bước khẳng định mình trên sân quần vợt quốc tế. Sự nghiệp của Djokovic bắt đầu bùng nổ từ năm 2008 khi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australian Open. Djokovic đã giành được tổng cộng hơn 20 danh hiệu Grand Slam, bao gồm nhiều lần vô địch tại Australian Open, Wimbledon và US Open. Thành tích này không chỉ giúp anh ngang bằng mà còn vượt qua kỷ lục của những huyền thoại khác như Roger Federer và Rafael Nadal. Một trong những kỷ lục đáng chú ý của Djokovic là số tuần nắm giữ vị trí số 1 thế giới. Với hơn 350 tuần đứng đầu bảng xếp hạng ATP, Djokovic đã chứng minh được sự ổn định và ưu thế vượt trội của mình trong suốt một thời gian dài. Anh cũng là tay vợt duy nhất trong lịch sử giành được tất cả 9 danh hiệu ATP Master 1000, một kỳ tích được gọi là Golden Master. Djokovic đã giành nhiều chức vô địch tại ATP Final, giải đấu cuối năm quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất. Điều này cho thấy anh không chỉ thành công trong các giải Grand Slam mà còn ở các giải đấu khác để khẳng định được đẳng cấp cũng như vị thế của mình. Djokovic được biết đến với phong cách chơi bóng linh hoạt, thông minh và khả năng phòng ngự tuyệt vời. Anh có khả năng trả giá bóng xuất sắc, giúp anh tạo ra áp lực liên tục lên đối thủ. Khả năng di chuyển nhanh nhẹn và đọc trận đấu tốt cũng là những yếu tố quan trọng giúp Novak Djokovic giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Tay vợt người Serbia nổi tiếng với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Anh luôn giữ được sự tập trung cao độ và không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi bị dẫn trước. Điều này đã giúp anh lật ngược nhiều tình thế khó khăn và giành chiến thắng. Khả năng phòng ngự của Djokovic cũng là một trong những điểm mạnh nổi bật nhất. Anh có thể chặn đứng những cú đánh mạnh mẽ từ đối thủ và chuyển hóa chúng thành những cơ hội phản công. Djokovic có khả năng điều chỉnh chiến thuật trong suốt trận đấu. Anh có thể thay đổi lối chơi tùy thuộc vào đối thủ và điều kiện thi đấu, giúp anh luôn giữ được ưu thế. Một ví dụ điển hình về khả năng điều chỉnh chiến thuật của Djokovic là trong trận chung kết Wimbledon 2019 khi anh đối đầu với Roger Federer. Mặc dù bị dẫn trước và phải đối mặt với hai điểm match point, Djokovic vẫn giữ được sự bình tĩnh và thay đổi chiến thuật để giành chiến thắng. Điều này thể hiện rõ sự linh hoạt và tư duy chiến thuật xuất sắc của anh. Novak Djokovic không chỉ là một tay vợt xuất sắc mà còn là một biểu tượng quan trọng của quần vợt hiện đại. Những đóng góp của anh không chỉ giới hạn trong các trận đấu mà còn mở rộng ra ngoài sân cỏ. Djokovic là người sáng lập quỹ Novak Djokovic Foundation, tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em tại Serbia và các quốc gia khác. Quỹ này đã đóng góp rất nhiều vào giáo dục và phát triển cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Djokovic luôn tìm cách cải thiện bản thân và môn thể thao quần vợt. Anh đã thử nghiệm nhiều phương pháp tập luyện và dinh dưỡng mới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất thi đấu. Djokovic cũng là hình mẫu lý tưởng về tinh thần thể thao. Anh luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ và khán giả, tạo ra một hình ảnh tích cực cho môn thể thao này. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu lớn, nhưng sự nghiệp của Novak Djokovic không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh đã phải đối mặt với nhiều chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở cửu tay, khiến anh phải tạm dừng thi đấu trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm, Djokovic đã quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Djokovic cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn về mặt tâm lý. Sự kỳ vọng từ bản thân, gia đình, người hâm mộ có thể tạo ra áp lực rất lớn, nhưng Djokovic đã học cách quản lý stress và duy trì động lực, giúp anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Một trong những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Novak Djokovic là giai đoạn 2017-2018, khi anh phải trải qua phẫu thuật khuỷu tay và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Nhiều người đã nghi ngờ về khả năng trở lại đỉnh cao của anh, nhưng Djokovic đã chứng minh được sức mạnh và quyết tâm phi thường của mình. Anh đã trở lại mạnh mẽ và giành nhiều danh hiệu Grand Slam quan trọng,
khẳng định vị thế của mình như một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Ở tuổi ngoài 30, Novak Djokovic vẫn tiếp tục thi đấu ở đỉnh cao phong độ. Anh không chỉ là một trong những tay vợt hàng đầu hiện nay, mà còn được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, thì một trong những câu chuyện thú vị nhất về Djokovic chính là mối duyên của anh với Olympic, một hành trình đầy thăng trầm, thử thách và hy vọng. Novak Djokovic tham gia Olympic lần đầu tiên tại Bắc Kinh năm 2008. Khi đó, anh là một tay vợt trẻ đang lên, mới giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australian Open. Tại Bắc Kinh, Djokovic thi đấu xuất sắc và giành được huy chương đồng sau khi đánh bại James Blake của Mỹ trong trận tranh hạng 3. Đây là một thành tích ấn tượng, khẳng định tên tuổi của Djokovic trên đấu trường quốc tế và mang lại niềm tự hào cho Serbia. Đến Olympic London 2012, kỳ vọng đặt vào Djokovic là rất lớn khi anh đã vươn lên trở thành một trong những tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn và phải dừng bước ở bán kết trước Andy Murray, người sau đó giành huy chương vàng. Trong trận tranh huy chương đồng, Djokovic tiếp tục thất bại trước Juan Martin Del Potro, qua đó lỡ hẹn với một tấm huy chương Olympic. 4 năm sau, tại Olympic Rio 2016, Djokovic đến Brazil với quyết tâm giành huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng, một lần nữa, may mắn lại không mỉm cười với anh. Djokovic phải đối đầu với Del Potro ngay ở vòng 1 và bất ngờ bị loại sau một trận đấu kịch tính. Nước mắt của Djokovic sau trận thua đã nói lên tất cả sự thất vọng và nỗi đau của anh khi không hề mang về vinh quang cho đất nước tại một sự kiện thể thao lớn như Olympic. Olympic Tokyo 2020, tổ chức vào năm 2021 do đại dịch Covid-19, lại mang đến một cơ hội khác cho Djokovic. Trước thềm Olympic Tokyo 2020, Djokovic đang có phong độ rất cao khi giành chiến thắng ở 3 giải Grand Slam liên tiếp và đứng trước cơ hội hoàn tất Golden Slam, chiến thắng ở cả 4 giải Grand Slam và huy chương vàng Olympic trong cùng một năm. Tuy nhiên, hành trình của anh tại Tokyo cũng không suôn sẻ. Djokovic đã lọt vào bán kết nhưng để thua Alexander Zverev trong trận tranh huy chương đồng. Anh tiếp tục thất bại trước Pablo Carreño Busta và một lần nữa ra về thay trắng. Mối duyên của Djokovic với Olympic dường như luôn gặp phải trắc trở không ngờ. Dù đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp, huy chương vàng Olympic vẫn là một trong những giấc mơ chưa trọn vẹn của anh. Djokovic từng chia sẻ rằng Olympic có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh, không chỉ vì niềm tự hào cá nhân mà còn vì tình yêu dành cho đất nước Serbia. Olympic Paris 2024 có thể là cơ hội cuối cùng để Djokovic hoàn tất giấc mơ Olympic của mình. Ở tuổi 37, anh sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn từ những tay vợt trẻ hơn. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một huyền thoại, không ai có thể gạch tên Djokovic khỏi danh sách ứng viên cho huy chương vàng. Liệu anh có thể vượt qua số phận và ghi tên mình vào lịch sử Olympic? Đó là câu hỏi mà người hâm mộ quần vợt toàn cầu đang chờ đợi câu trả lời. Djokovic đã chứng minh rằng với quyết tâm, kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng nghỉ, bất kỳ ai cũng có thể vượt qua khó khăn để đạt được những thành công lớn. Anh không chỉ là một tay vợt xuất sắc mà còn là một người hùng thực sự, một biểu tượng của niềm đam mê và tinh thần thể thao. Novak Djokovic là một hình mẫu lý tưởng của sự kiên trì, nỗ lực và đam mê. Với những thành tựu đáng kinh ngạc và phong cách chơi bóng đặc biệt, anh đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử làng quần vợt thế giới. Sự nghiệp của Djokovic là một câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua khó khăn và không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế của mình một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của môn thể thao này. Djokovic đã và đang tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp của mình. Anh không chỉ là một tay vợt vĩ đại mà còn là một biểu tượng về tinh thần chiến đấu,